Trời ơi ngon không mày, vô trong cái đám rau của tao mày ỉa vậy mày. Trời ơi, thằng chó. Trời đất ơi. Mày chơi hết đường nha. Định la gì thằng kia? Vô đám rau của tao ỉa rồi còn la rên la gì nữa? Hử? Tỉa bớt nè, nó dày đặc rồi đó, nó lá mà muốn nó bị sâu, bây giờ nó đang ngon nhổ vô ăn sướng luôn. Cái này cái gì vậy? Mình đang nhổ cái này là rau tía tô Nhật nè quý vị. Đó, có mắt trầy trắng nữa rồi. Dày đặc quá mắt trầy trắng rồi. Nó vô thùng rác luôn. Thằng này xấu xí quá. Sâu xia không chơi mày, đi ra đường luôn. Chừa lại một vài cây cái thằng tía tô đỏ thôi, nhiều quá dày đặc đây nè. Giờ mình nhổ bớt nè. Lát mình cho coi nghe cái rổ rau của mình vĩ đại luôn nè. Rổ đỏ này mà nó đầy rổ luôn á. Mới có nhổ một lẫm chỗ này thôi. Nó lên hột, bữa mình giục cái hột ra đây nó lên. Còn cái hột rau ăn với kinh giới, hột rau kinh giới mà không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Hoa nó cho về giục nó mất mẹ nó rồi. Có bông hoa nè, giục mà vô trong thùng rác rồi cho mày mất giống bông hoa, bông hoa bày đặt hoa hoa làm như tinh hoa đẹp lắm, nó tối ngày cái đặt tinh hoa đổi tên đi cha nội, hoa hồng hồng nhung lan huệ hồng nhung rồi nó hay không, hoa không biết hoa nào nói ghẹo lắc. Bả lên tiếng, bả lên tiếng. Hoa hệ hồng nhung lan mai cúc trúc hoa đào nở à, mình không phải là mua mà mình đi à, đau chân quá chó ơi, đấm chân cho má coi con. Lại đây come here, lại đây, lại đây đấm chân cho má coi, hôn má miếng coi, hôn má miếng nè, ở đây hôn má miếng coi. Mày xấu quá mày ơi, tao không thèm chơi mày nữa đâu, mày đen quá, mày đen thui một cục ghê quá, đen thui một cục. Nhiều quá mình chỉ chừa lại một một vài cây là đủ ăn rồi, nhiều cái đống mà nó rậm ri rậm rịch đây là thế nào nó cũng bị mất rồi. Giờ mình giật mấy cây ở ngoài trước nhổ đậu lên nè. Chừa lại đây lan huệ hồng nhung đó. Lung huệ lan huệ là lê hoạn hồng nhung là hùng nhông. Cái này gai góc không à, dục vô trong thùng rác thôi, bóc đụng tay đau. Lan huệ hồng nhung đây là cái chi chi ăn thì không hết, nhổ đi sao đành, bày đặt làm thế thế con cóc. Bày đặt làm thế thế con cóc à, để coi mình sẽ quay trở lại cho mọi người coi mình đang đi cắt rau, không phải là ấy đâu, mình nhổ luôn á, ăn là nhổ bắt gốc tiệt mọc luôn á đó, chơi tiệt mọc luôn, tại vì nó dày đặc quá rồi, lá nó dày rậm rạp quá sâu xia không nó không ngon, nó mới nên đàn lên ngon lắm nè. Giờ hái ra vô rồi cuốn bánh tráng này với cho tí dưa chuột nè, rau sống bánh tráng nước mắm thế là đủ rồi, mình không có thích ăn thịt, chán quá.
mình nhổ đầu mới nó lên giống như con quỷ vậy đó, dày một đống luôn nè. Vậy nói gì nói gì ông già, ông già chó, ông già chó buồn quá, nó khùng nó điên với con chó cho nó đỡ buồn. Nói chuyện với người ta, người ta chữ chết. Nói chuyện với con chó khỏi ai chữ. Chó nó đâu có biết chữ đâu. Chó nó nói cho mình nghe thôi chứ nó đâu có chữ mình đâu nè. Sâu nè, thấy không? Quấn lá rồi nè. Đây. Tỉa rong ở ngoài ăn chứ. Để dành chi mà đi dậm đạp lên đây, bước vô đây dậm đạp không này hết. Xong rồi mới tiến hành đi vô trong rồi mới bỏ đất vô rồi mới trồng cây xuống được, trong còn trống lỏng kia kìa. Lên quá trời nè. Gì phê? Phê. Phê ơi. Phê ơi phê à, mày ỉa đái đâu mà tao nghe hôi hôi thối thối vậy mày? Phê ơi phê à, phê ăn cứt gà. Hay phê ăn cứt chó? Phải ăn cứ gà phải ỉa không ra. Phải kêu quên bố quá ba phê ỉa mới ra, quên nó phê là phê. Mày xách cái trái cầu của tao mày chơi, mày cắn nó rụng bể hết đó nghe mày. Thằng chó. Thằng chó quậy. Mày là thằng chó quậy nào. Nhổ cỏ nè, để không thôi nó rụng hộp nó lên nè. Cỏ này hột không à, cỏ dại rồi. Rụng hộp lên cả đống nè. Phê ơi phê à, phê à, phê à. Gom vô đây cho tấm đất nó cao lên bên này. Ơi chết cha, nhổ cây mồng tơi rồi. Làm cỏ bỏ phân nè, nó lên một nhúm mồng tơi luôn. Trái mình muốn nó lên nó không lên, trái mà nó lên quá dậy động luôn. Vậy nhờ vậy mà mình có ăn. Dục vô thùng rác nè. Đây cái cỏ bông không nè, nó rụng tán loạn rồi, nhổ thấy mẹ luôn. Giờ cái nhúm mồng tơi này nó lên mình cắt cắt tỉa bớt nè. Nhà thì nhỏ mà rau cải thì cái gì cũng muốn trồng hết. Tham lam quá luôn, con người lòng tham, con người lòng tham không đái luôn. Đó, dục vô thùng rác đi. Tỉa bớt nè. Mà dày đặc quá mày cũng không có sung sướng gì mấy. Được rồi, vớt ở ngoài đất. Trong vườn rau thì để đó. Ngoài đất bớt. Cho miệng rộng rãi cho mày lên. Đấy. Mỏi chân quá, ngồi lâu tăng cãi quá nè. Hey. Ngồi lâu nó tăng kệ quá luôn. Cho mày vô thùng rác nha. Đó. Chờ cái này nó lớn. Ngồi lâu mới tăng kệ. Mày ăn rau không mày hỡi? Ừ? Gì mày cũng hửi đưa lỗ mũi vô mày hửi á. Mày không biết gì thối gì thơm hết trơn á. Gì cũng đưa cái lỗ mũi vô hửi. Gì giống bụi hẹ quá vậy ta. Hửi thôi.
có mùi hè nè, mùi hè. Hè này ngon nè. Trời ơi mấy cái củ to đùng nè. Trời đất ơi. Vậy mà ở ngoài kia mình trồng lại nó không lên, sướng không? Đây củ to nè. Củ hè. Thôi đặt nó xuống đi. Xuống đi rồi tính. Coi mày ra củ hè hay củ cứt gì đây. Hè mà, mua hè rõ ràng. Mày dám ăn không? Hử? Không phải củ hè ăn ra là đớ lưỡi chết luôn, khỏi phải nói. Tại sao là củ hẹ nằm đây? Củ ta đông luôn nè. Để đây, để vô góc này, mày không có nhảy vô. Thôi được, cho lên chậu đi. Lát nữa mày nhảy vô mày dậm đạp cái rồi gãi cái đòn. Chị Son bà đưa củ củ hẹ nhỏ xíu à. Hẹ này to hơn. Mày có chỉ cho vô thùng. Mấy cái thằng quỷ này nó lên dữ dội lắm à. Đi mà cho nó đi theo nó làm thinh nó không nói, đi mà nhốt nó trong nhà nó la làng khóc rên rỉ. Ai da tao cũng mệt mày luôn á, ngồi đó mình mày mà mày cũng nhiều chuyện nha, mày nhiều chuyện đủ thứ chuyện để mày mày réo tao. Nuôi mày còn giữ mày còn hơn giữ đứa con nít nữa, giữ đứa con nít còn sướng hơn giữ mày nữa. Thôi một rổ rau đầy rồi, giờ chờ đó, chờ mấy ngày nó cao lên rồi cái mình mai chiều mình cắt tỉa thêm một lần nữa, chừa da cây không có để nhiều, để nhiều cũng đâu có ăn được đâu, nhiều nó rậm rạp là nó sâu hết còn đâu nữa ăn. Rồi đi trồng bụi hẹ, trồng bụi rau kinh giới có hoa tròn qua xuống. Chưa trồng được, qua về mưa lạnh nữa. Phải không? Mọi người coi giùm mình phải củ hẹ không? Tại sao mà nó to dữ gì nè? Lạ vậy. Nhưng mà thơm mùi hẹ lắm. Thôi kệ nó đi. Tao chơi luôn, ăn à, sống sống chết chết. Muốn sống sống muốn chết chết. Đi ra đây trồng hẹ nè con, đi. Con cà phê. Rủ con cà phê nó đi. Rủ nó đi là phải đóng đóng cửa rào, không đóng cửa rào nó chạy ra đường. Nó bây giờ đi là nó ra được, là nó ra đường nó chạy mê tơ luôn. Hoa ngày hôm qua ông chồng nó nói có dây bầu mà về không có dây bầu đâu, dây bầu khỉ gì đâu. Đó. Ngày xưa mua cái này để tẩn mấy đứa nhỏ, bây giờ tẩn con chó. Đó, này nè, thấy không? Cái màu trắng nè, ai lên đây? Hoa sung hả? Hello, hoa sung. Hoa sung. Hoa sung qua gọi đào đá. Tẩn baby, giờ tẩn cũng baby mà baby chó. Đây, bà chó nè, ông chó. Ông chó, ông chạy cái đứt trong tém 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 tém. Bây giờ đặt cái bụi hẹ này xuống đây. Đây bụi hẹ nè, ba bụi, giờ có hai bụi này nữa, này là chắc giống lá hẹ lớn, thơm lắm. Chị Son cho hẹ để mình thử sao hẹ của chị Son coi, kiếm chỗ để cái này cái đã, kiếm chỗ đặt cái này. Ây da, chắc nó rớt quá. Được rồi, chết cha, hẹ của chị Son không thơm, không thơm. Cái này thơm lắm nè. Sao chị cho, chị Son cho hẹ không lá không thơm mà nó nhuyễn như cỏ vậy. Thôi cứ đặt mày xuống đi tính. Kiếm con dao cái đã. Chơi vậy cho nó đỡ buồn đó ha. Mình stress quá ha ha ơi. Stress vô cùng luôn. Lớp nào công chuyện, lớp nào gia đình, vừa buồn, vừa cha mẹ mất buồn, vừa ao. Cái gì ở dưới này mà nó trông trên đi, cái muốn té nè.
vừa đủ thứ chuyện buồn hết, buồn quá luôn. Chơi vậy cho nó đỡ buồn, chơi chó cho nó đỡ buồn, chơi chó chơi cây. Thấy cái dao của tôi đâu không ông già? Ông già chó đừng có lội vô nữa, dặm bể nát rau hết nè, đừng đổ rau nè. Bởi vì ngày hôm qua mình nói là lấy ấy thôi, đừng lấy tí tô, mình có tí tô này, tí tô Nhật nè đó, cắt quyền đổ rau vô ăn chơi. Mình có tí tô nhà, mình có tí tô nhiều lắm, mình chỉ cần cây kinh giới thôi để mình có đủ loại rau ăn cho nó ngon miệng. Mà mình nhiều khoái trồng, đi kiếm chuột đi, rượt chuột chắc có chuột rồi đó. Rồi ủa thấy con dao đâu không, cà phê kiếm cho má con dao coi, mày lo mày kiếm con chuột mày rượt cái gì. À nè nè nè, cà phê có này, phê bên này nè, phê thấy chưa, nghe mùi không, có con chuột á, nhà để đầu tùm lum có chuột à. Nè cái bông giấy nó lên lại rồi nè, của con mụ huệ đó, mụ bán cho mình mà ông mụ ở trong apartment á, rồi người ta dọn nhà ra cái mụ đi gom về, mụ kêu mình muốn bán 20. Miệng thì nói nhân từ mà vậy đó, bán mình 20 cái bông giấy á nè. Này mình mới ương được mớ nè, cây nó không lên cao nhưng mà nó có bông có trái rồi, có bông cái tự nhiên nó có trái rụng hộp xuống nó lên á. Bông giấy nè, một con gì cắn hả, không phải, giờ cưa u già lắc lắc nó động gốc nó chết, kệ nó để đi đi. Này cây đào mình ăn cái hộp mình ương được 3 cây nè, 3 cây đào. Rau má nè mới ương lại vô trong cái chậu nè, ở ngoài nó muốn chết hết rồi. Rồi tôi lấy kia lấy con dao, mày đi lùng thục mày bắt cho được con chuột cho tao đi, nó quậy quá luôn. Ê, lấy con dao nữa đã, 2 con cho con cũ để con mới nó dành, con nào cũng quậy đất cát không. Chị bạn chị Son cho 2 dây bầu nè, đem về chỗ này làm như nó bị nó muốn thối lá nè, là dây mùn tơi của Nhật gì đó của chị Son cho đó. Này chị Son cho 2 cây đậu rồng nè, coi coi mình trồng năm nay coi nó có lên được hay không. Kiếm đậu rồng đó ở trong đó đó, ngoài đây không có, đi vô trồng kiếm đi, con chuột nó chạy trong đó nó dặm nát rau hết. Vô kia đi, vô ông kia, vô trỏng đi, chuột nó ở trỏng á, nó không có ngoài đây đâu. Mình mới sửa vườn rau đồ lại đó. Rồi giờ mình để xuống đây, vô trỏng đi, nó ở trỏng mà. Cái này tía tô Nhật mình không cần nữa, mình có đóng trong kia, để nó trong kia đi. Coi coi thằng này gì đây trời, gốc rễ của thằng gì đây. Giờ tía mày đi nhét mày xuống đây coi mày lên cái là thằng gì. Này rau quế, rau quế, còn rau này rau ấy nè. Giờ làm sao đây, đặt chỗ trống này nè. Mấy cái lá này, cái lá này nó thối thối úng úng hết à, kiếm chỗ để cho nó lên lại úng úng thối thối hết trơn. Mày qua đây cái ta, này mình còn cái hộp nè, chết cha bóc vô tay dơ, lát nó đụng vào điện thoại là nó dơ điện thoại hết luôn. Cho mày vô đây cái đã, rồi
chơi xuống đây đi, còn mấy cây cúc này mai chiều mới bứng ra, mấy cây rau dấp này nó mẹ nha bà nó lên quá trời quá đất. Cây này cái củ nó mà nó rụng một cái củ bằng giá móng tay rồi nó cũng lên nữa. Cho vô trong cái chậu luôn, đổ nó ra thôi. Ông nói cây bầu cái bèo có thấy đâu. À ông nhét gì này. Trời ơi. Sao ông để trên đầu trên cổ vậy trời. Trời ơi, ông đưa nhiều dây bầu lắm nè. Mà ông để dây bầu nằm dưới, rồi ông để cây kia lên. Hên là trời mưa ngày hôm qua nay nó không dập. Được rồi, ông không biết trồng. Vậy là cũng tốt lắm rồi. Ông nói vậy là ông cũng tốt lắm rồi. Giỏi lắm rồi. Giờ mình cần cây kinh giới thôi. Mình chỉ lấy cây kinh giới. Còn cây này lát nữa mình cắt ăn luôn. Nè đổ mày ra đâu tao đặt ngay đó. Bưng đi nó rớt đất rồi. Tách nó ra làm hai luôn. Móc tay dơ rồi lát nữa làm sao bóc cái điện thoại đang biết nữa. Cái củ này nó quý lắm như cục vàng nha mẹ bà, lụm từ cũ luôn rồi. Cái kìa rồi sáo là một tí xíu là cũng lên nữa này, kinh giới nè. Dây bầu thì cho trở lại vô đây. Chút kiếm chỗ trồng nè. Nhỏ quá. Ôi da, coi chừng nó chết hết nè. Dập đầu rồi nè. Nhỏ quá, phải lớn chút nó già cái cây nó mới an toàn cho mình trồng. Nhỏ quá là coi chừng nó đi đông. Đi đông đi tây hết. Bớt ra giùm cái coi, nhảy vô đống rau. Nhổ bầu nhỏ quá. Rồi được 5 gốc kinh giới rồi nè. Giờ cho dây bầu vô đây cái đã, chút nữa mình tính. Trời ơi nhỏ quá, uổng quá, ông này ông vớt. Ông vớt nó nhỏ quá. Dắp này nắm đầu nó lên một lát nữa nó lên trở lại dị động. À. Để đây, bỏ vô đây. Lỗ mũi mày đâu? Lỗ mũi mày nó đen như cục đất vậy đó.
mày đen còn hơn cục đất nữa. Ngồi trong chuồng không thấy luôn. Nhổ bớt đầu dắt lên quá. Đây là nhổ bỏ luôn. Chỗ bông rồi. Thôi để nó cắt ăn trước cái đã, có mớ rau vô rồi. Ê, cái thằng kia, đi ra, bước ra ngoài, nhảy vô đó, làm gì đó? Trời đất ơi, dập cái bầu ơi, quấn một cái là mày chết. Đi theo tao mày quay hả mày? Thằng đó nó quậy quá luôn à. Nó chạy mất rồi, quá quậy luôn đó. Rồi chạy dắt mặt nó ra, chị dâu rồi chạy ra. Mày là chuyên môn mày ghẹo tao hả mày? Lát tao quýnh mày đó. Đâu có đi ra đường được đâu mà còn hóng hóng làm gì nữa. Ra đường nó đi à? Gãi nhánh bầu là tao quýnh mày đó. Lại đây. Đứng đây. Đứng đây. Không có được đi. Tao quýnh một cái là mày chết. Lại đằng kia, phá đằng kia à. Ở đây đi. Đi ra kia quậy phá hả? Đèo vô trong cái lõm nó để làm gì? Bơi ra đừng móc đất cho cái dây nó chết hả? Giờ đặt xuống mà trời mưa xuống nữa ngon lắm á. Mát mát lạnh lạnh. Nó không có mất sức lên liền luôn. Đất nó chậm nhẹp, nó tưới nước nó chậm nhẹp quá. Nhão giống như là cơm nếp vậy. Đứng đen thui cục kìa hả? Bài đặt soi gương ngắm kiến hả? Thôi mình ngưng đi. Tại mình dơ quá rồi nè. Finish.